Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Năm mới vui vẻ như chim sẻ, mạnh khỏe như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập nhìn đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập nhìn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động về cuộc đời tuổi Giáp dần sinh năm 1974, được thần Phật hộ giá, tránh họa đắc phúc, vận may liên tục kéo đến, là một hưởng mười, trúng số liên tiếp, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, giàu có hết phần thiên hạ, trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Vâng thưa quý vị, có nhiều người than phiền với tôi rằng đều mang thân phận con người, cớ sao có người lại giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khó. Có người thì nhà cao cửa rộng, xe hơi hạng sang, ăn sum mặc sướng, gấm vóc lụa là, toát lên sự cao sang sung túc, phúc lộc đầy đủ. Rồi thì có người cả đời bôn ba gian khổ, ăn gió nằm sương, ngủ đầu đường xó chợ, nhưng thành quả họ đạt được lại rất nhỏ nhặt và chỉ đủ cho mấy miệng ăn, thậm chí nuôi miệng mình cũng không xong. Thế nhưng ít ai biết được rằng người có tiền, mặc dù cơm vàng cơm bạc không thiếu thốn thứ gì, nhưng có lúc lại cảm thấy cô đơn mệt mỏi vì công việc ngày đêm, không sao được an nhiên. Có người lại túi không lấy một xu, ngày ngày chật vật mưu sinh kiếm miếng ăn cái mặc, nhưng họ lại sống một cách nhẹ nhàng tự tại, và điều này tạm gọi là nhân cùng chí bất cùng. Bước sang năm 2024 Giáp Thìn, thầy tử vi chỉ rõ tuổi Giáp Dần vẫn tiếp tục có nhiều biến động, dự báo một năm số mệnh mang nhiều thăng trầm khó đoán. Con giáp này sẽ phải trải qua cuộc sống với vô vàn hạnh phúc và khổ đau đan xen. Cổ nhân có răn, cá lội ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh mới thành công, đường dễ đi là đường xuống dốc, nhưng đường khó đi mới là con đường giúp bạn tiến lên. Có người nói, bạn thấy mệt mỏi quá phải không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là khi đã yên nghỉ ngàn thu. Câu nói này đã phản ảnh rất đúng thực tế cuộc sống, đa phần toàn là những việc không như ý, nhưng muốn thành công thì bạn phải ngược dòng vượt qua tất cả. Trong số 12 con giáp, tuổi Giáp Dần là một thuộc tướng như thế. Từ nhỏ họ đã phải nếm trải nhiều vất vả, túng thiếu, khi trưởng thành gặp nhiều chuyện phiền muộn, bất ổn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng bản mệnh luôn vững như bàn thạch, cứng như kim cương và kiên cường hơn châu sắt để vượt qua tất cả, sớm giành lấy sự giàu sang vinh quang về cho bản thân mình. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ đến các bạn vận mệnh tử vi 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Với những diễn biến chi tiết nhất, hãy cùng xem trong 6 tháng tới may mắn nào được nắm bắt và xui xẻo nào có thể tránh xa quý vị nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Yếu tố: thuộc nhóm nước, hướng: Đông Bắc, Đông, màu sắc: trắng, đen, xanh dương, cực, dương, đá quý, sapphire, số may mắn: 7, số thứ tự: thứ 3, sau người tuổi Tý và người tuổi Sửu. Mùa: mùa xuân, tháng 2, đồng minh, người tuổi Ngọ, người tuổi Tuất, kẻ thù, người tuổi Thân, ứng với tử vi phương Tây, cung Bảo Bình. Theo hệ tử vi, tuổi Dần là dấu hiệu thứ 3 trong tử vi phương Đông. Tuổi Dần là bản mệnh không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh, quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Người tuổi Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh và luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự. Thông minh, có tầm nhìn xa rộng, những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt, họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc trong suốt cuộc đời mình. Người tuổi Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm,
nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách. Nơi đâu có hiểm nguy khó vượt, hổ sẽ lao vào. Khi người khác chùn chân, tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên, đương đầu. Và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, chà đạp, bị chối bỏ, hổ với lòng quả cảm, không hề e dè hay sợ sệt, sẽ cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch, mang đầy tính nhân ái. Hổ, dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Theo tử vi Trung Hoa, có một người tuổi Dần trong nhà, gia đình bạn sẽ rất an toàn vì sẽ không xảy ra hỏa hoạn, trộm cắp vào ban đêm. Những ai sinh vào năm Dần đều luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình với những ai quen biết họ. Tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Những ai thuộc cung Dần luôn tìm kiếm trải nghiệm những gì mới lạ. Họ có xu hướng khác biệt với đám đông và thích thiết kế nội thất trong nhà theo ý tưởng độc đáo, khiến người khác không thể bắt chước được. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Dần thì người đó hãy cẩn thận, bởi người tuổi Dần có tính thù dai, lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm khi lên voi lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng, nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ, cùng sức sống sôi nổi, lạc quan trước cuộc đời, Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng, nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái. Hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên, có vận may về tài lộc, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái, cho nên đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xem tử vi cho thấy, vận trình những người tuổi Giáp Dần trong 6 tháng đầu năm 2024 có thăng có trầm. Ưu điểm là ngũ hành lưu niên tương sinh, nhưng hung tinh cũng xuất hiện và tác động không nhỏ. Bởi vậy, những con hổ trong năm nay cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thay đổi này và tránh lâm vào khủng hoảng, bế tắc. Người tuổi Giáp Dần vốn có bản tính nóng nảy, dễ bị kích động, nên ở năm nhiều biến động này cần kiềm chế bản thân, không nên can thiệp vào chuyện của người khác, sẽ dẫn tới nhiều thị phi không nên có. Cụ thể, xét phương diện sự nghiệp. Thời điểm 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch được nhận định là khoảng thời gian phát triển hài hòa với người tuổi Giáp Dần ở phương diện công danh sự nghiệp. Tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định. Nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt. Bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần, nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ, mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó. Cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình. Dám chấp nhận thử thách cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong 6 tháng đầu năm 2024 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng,
sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể. Đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Tuy nhiên, trong 6 tháng tới vẫn có hung tinh cản trở, mang theo điểm báo tiểu nhân quấy phá, lại có thương quan tác động gây chuyện thị phi. Đường số mất nhiều thời gian xử lý việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút. Con đường thăng tiến vì thế mà lắm chông gai, nhưng không phải vì khó khăn mà nản lòng. Sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng ngay thôi, có thời điểm được nhiều cát tinh hội chiếu, nhất là tử vi đại cát tinh, tuổi Giáp dần nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Hãy tận dụng nhanh chóng và triệt, để thành công cũng được 7-8 phần. Về mặt tài lộc, tuổi Giáp Dần trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Trong 6 tháng tới, tài lộc của tuổi Giáp Dần có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn hơn so với tử vi năm 2023. Vì thế, hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Trong nửa đầu năm này, bạn cũng có cơ hội khám phá những nguồn kiếm tiền mới, chẳng hạn như đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, các loại quỹ. Song đừng quên những lĩnh vực đó tuy hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Vì vậy hãy luôn bắt đầu với tâm thế vừa học vừa làm, quan sát và tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự vung tiền vào. Thời gian này, ngoài việc đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng, người tuổi Giáp Dần không nên quá sa đọa, lười biếng, chỉ nghĩ chơi hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, cày kiếm trang trải cuộc sống. Nếu không hợp với kinh doanh, bạn hoàn toàn có thể tìm những công việc bán thời gian phù hợp. Đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ, bởi tích tiểu thành đại, nhiều món nhỏ gộp lại sẽ thành món lớn. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, báo hiệu tuổi Giáp Dần có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống, đời sống tinh thần phong phú hơn trước. Với những ai mệnh lý có tài tinh, hứa hẹn một năm vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá cực lớn. Ngược lại, nếu mệnh không chứa tài tinh, chỉ đơn giản là thích hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, điều đó đồng nghĩa với việc tăng chi phí để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Vì vậy, bạn cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng cảm xúc và tinh thần. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, trong năm có hung tinh chiếu mệnh chủ về tang sự. Về phương diện diện tình cảm, gia đạo, năm 2024 được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của Giáp Dần. Thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, con giáp này còn có thể đối mặt với đổ vỡ, chia ly. Đây là năm ngũ hành bản mệnh thủy, xung khắc với ngũ hành năm hỏa. Vợ chồng hay đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ, nhưng khơi mào những trận tranh cãi nảy lửa chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế. Tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng, tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng. Nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình. Trong khi đó, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, sinh nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi vì thiếu cảm giác an toàn, niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, trong tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, tuổi Giáp Dần đương đầu thái tuế, lại có phi phù sát ảnh hưởng, phá hoại vận trình tháng, ảnh hưởng nhiều tới phương diện sức khỏe. Cụ thể, có thể gây ra tai nạn bất ngờ, họa huyết quang, bệnh cũ tái phát, công việc có nhiều biến động, đề cao cảnh giác, thận trọng hành sự, tiết chế cảm xúc kẻo vướng họa thị phi. Thời điểm này cần tĩnh tránh động, nóng vội thì mưu sự khó thành, làm gì cũng suy nghĩ kỹ càng, tính toán mọi rủi ro, hạn chế sai sót xảy ra gây họa cho chính mình. Tài lộc trong tháng duy trì ở mức trung bình, chính tài hay thứ tài đều không quá vượng, trong khi đó các khoản chi tiêu rất nhiều, tài chính có phần eo hẹp, nhưng càng về cuối tháng vận khí càng khởi sắc, chăm chỉ và nỗ lực hết mình sẽ có thu hoạch xứng đáng. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, vận trình tháng 2 âm lịch tuổi Giáp Dần có phần kém sắc, nguyệt lệnh lâm đất tử, vận khí giảm sút, nếu không chăm chỉ và nỗ lực, làm việc hơn trước rất dễ gặp thất bại. Ngược lại, làm gì cũng cẩn thận tính toán kế hoạch ổn thỏa,
bản mệnh được chính ấn nâng đỡ, thái dương hỗ trợ, con đường thăng tiến vẫn rộng mở để chào đón bạn, tình hình tài chính bình ổn, không có quá nhiều biến động, chính tài chững lại, chưa thấy dấu hiệu tăng, may mắn thứ tài có chút khởi sắc, kinh doanh, buôn bán hay đầu tư có thể thu lời nhưng không nhiều. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng này vận trình khởi sắc, đón không ít hỷ sự, nhìn chung công việc tiến triển khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, cơ hội thăng chức tăng lương rõ ràng cần chủ động nắm bắt, sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đạt thành tích cao, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khởi nghiệp trong thời điểm này là phù hợp, tỷ lệ thành công cao, tuy nhiên thái tuế tác động có thể mang tới phiền phức do chính sự ngạo mạn của bản thân bạn gây ra, nên học cách khiêm tốn. Tài vận khởi sắc mạnh, cả chính tài và thứ tài đều có thu nhập khả quan, vận may tài chính trong tháng rất lớn, bản mệnh còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số, nhưng vì ảnh hưởng hung tinh, bản mệnh tự tạo áp lực, đau đầu vì tiền bạc. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 4 âm lịch, thu nhập của bạn có phần khởi sắc, dưới tác động tích cực của tam hợp, bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết, chuyện làm ăn cũng có nhiều thuận lợi. Lời khuyên dành cho người tuổi Giáp Dần là không nên đầu tư tiền bạc vào một ngành mà bạn không hiểu rõ ràng. Thường ngày nên chú ý giao lưu với bạn bè, quan sát cách bạn bè sử dụng và quản lý tiền bạc. Nghe lời người lớn trong nhà sẽ giúp bạn tránh được các nguy cơ phá tài. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Trong tháng này, bạn có thể trải qua sự phát triển và tiến bộ trong công việc. Các dự án và nhiệm vụ của bạn có thể tiến triển suôn sẻ và mang lại thành công. Hãy duy trì sự tập trung và nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Đồng thời, hãy cẩn trọng với sức khỏe của bạn và đảm bảo bạn có thời gian để thư giãn và tái tạo năng lượng. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Dần có dấu hiệu xuống dốc. Mặc dù công việc nhiều, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nhưng có cảm giác mọi thứ bất lợi, nhạt nhòa, kết quả đạt được cũng chưa thực sự mãn nguyện. Mặc dù được chính tài nâng đỡ, nhưng tài vận của tuổi Giáp Dần chưa thực sự khởi sắc. Tháng này cầu ổn định là may, không cầu mong đại cát đại lợi, tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất trắc xảy ra. Có tiền nên tích lũy sẽ tốt hơn, tình cảm cũng xảy ra không ít rắc rối, đôi bên ngày càng xa cách, khó chia sẻ, trò chuyện với nhau hơn trước. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Giáp Dần năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm này bản mệnh Giáp Dần nữ mạng gặp sao La Hầu. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng 7 kỵ ngay chẳng hiền, môn trung đổ bạc hao tiền, tửu sắc tài khí đảo điên như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền. Theo tính chất sao hạn, La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng, với nữ mạng Giáp Dần thì nhẹ hơn phần nào. Hung tinh này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ố đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Vương, gặp hạn Diêm Vương trong năm cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng, pháp luật, cãi vã, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán, cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông đề phòng tai nạn bất ngờ. Nếu đang mang thai, nữ mạng Giáp Dần sẽ bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. Tiểu kết, bước sang năm 2024 tuổi Giáp Dần nữ mạng có hung tinh chiếu, công việc làm ăn gặp khó khăn, tiền bạc khó kiếm, trong năm bản mệnh nên hành sự thận trọng, nhất là khi ký kết hợp tác làm ăn, kẻo dễ bị lừa gạt hoặc dính dáng pháp luật do vướng tranh chấp, sức khỏe giảm sút, đau ốm liên miên, hao tốn tiền của để chữa trị, trong gia đình có điểm tăng chế. Cách hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Dùng đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm.
về tâm linh để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. 2. Bình giải sau hạn cho nam mạng tuổi Giáp Dần năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi Giáp Dần nam mạng gặp sao Vân Hán. Vân Hán là trung tinh, năm có sao này chiếu thì công việc làm ăn, tài lộc ở mức trung bình, chưa đạt độ rực rỡ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2 và tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la, gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Bệnh đều do yếu tố tâm linh tác động mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc, thành tâm cầu khấn và sám hối, bệnh nhanh thuyên giảm. Tiểu kết, bước sang năm 2024 tuổi Giáp Dần nam mạng gặp sao Vân Hán là một trung tinh, báo hiệu công việc làm ăn ở mức trung bình, khó mà khởi sắc mạnh. Người làm công ăn lương vẫn y án như cũ, mức sống không đổi. Người làm tư, làm chủ có một năm kiếm tiền khó khăn, đầy cạnh tranh, cần thận trọng khi hợp tác làm ăn kẻo vướng họa lao ngục, sức khỏe giảm, đau ốm không khỏi, hao tốn nhiều tiền bạc cho chữa trị. Cách hóa giải sau Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy, Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết chế hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có, trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp Giáp Dần gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu xanh lục vượng sự nghiệp. Màu sắc này giúp giảm bớt những cạnh tranh không lành mạnh mà bạn có thể gặp phải trong công việc, đồng thời tạo cơ hội để bạn phát huy tiềm lực của bản thân, giúp tâm trí luôn sáng suốt để có thể giải quyết mọi việc đúng đắn. Màu vàng vượng tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Dần 2024 thấy, màu sắc này đại diện cho sự vinh hoa phú quý, giúp bản mệnh phát huy tài năng vốn có của mình, đồng thời có ý chí quyết tâm mỗi khi đối diện với khó khăn, thử thách, tìm ra hướng đi đúng đắn để làm giàu. Màu trắng vượng tình duyên. Đây là màu sắc giúp thúc đẩy vận đào hoa của con giáp này. Người độc thân có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp thì được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, nửa kia thấu hiểu. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Giáp Dần là đỏ, cam, tím. Những màu này tác động không tốt đến tâm lý của người tuổi Giáp Dần, khiến bạn trở nên lười biếng, thiếu chí khí, chỉ nghĩ chơi hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, trang trải cuộc sống. Thường xuyên sử dụng ba màu này cũng sẽ khiến tình cảm thường xuyên dao động, bạn trở nên nhạy cảm, đa nghi, hay ghen tuông giận hờn và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ. Quý vị thân mến, người xưa có câu, tinh canh vũ độc, nghĩa là ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Một câu nói đơn giản này đã ngắn gọn mô tả một cuộc sống ung dung tự tại, không màng sự đời, thể hiện tâm hồn cao thượng, không phiền não, hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên của cổ nhân. Vào thời cổ đại, khi nông nghiệp chưa hoàn toàn phát triển, các biện pháp canh tác sản lượng cao, các biện pháp thúc ép về thời gian còn chưa có, thì người dân thường sinh sống ra sao? Chính là mỗi ngày, khi mặt trời mọc là họ bắt đầu ra đồng làm việc cày cấy, đến lúc mặt trời sắp lặn thì dừng. Những ngày mưa gió, họ ở nhà nghỉ ngơi, người có chí hướng thì dành thời gian để đọc sách, ngâm thơ, cuộc sống như vậy há không sung sướng. Cuộc sống ngày nay đã có nhiều thay đổi, đôi khi vào những ngày mưa gió, người ta vẫn có thể gặp cảnh những người nông dân trồng cây, bón lúa. Xã hội ngày nay cũng là như vậy, rất nhiều người vì mải mê làm việc, bận rộn kiếm tiền, nên ngày đêm đảo lộn, ngày nghỉ cũng làm việc, khiến không ít người tâm tính trở nên nóng nảy, khó nhẫn nại. Một số người còn tự nhận mình là người siêng năng, chán ghét trời mưa gió, đã làm lỡ dở công việc của mình. Sau một thời gian dài làm việc trong hoàn cảnh không phù hợp quy luật tự nhiên như thế, rất dễ dàng xảy ra hiện tượng tích nhọc thành bệnh, hơn nữa còn là các bệnh lạ lùng.
trời nắng trời mưa là quy luật tự nhiên. Thiên nhiên sẽ không vì ý nguyện của con người mà thay đổi quy luật của mình. Con người dẫu có muốn ngăn trời mưa hay muốn tạo mưa bằng những biện pháp khoa học hiện đại nhất thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi được quy luật của tự nhiên, chỉ là lợi dụng một chút, thông minh một chút mà thôi. Bởi vậy, những người sống thuận theo tự nhiên sẽ biết thay đổi kế hoạch của mình cho phù hợp với tạo hóa. Ngày mưa nếu không thể làm việc, họ có thể tạm thời dừng tay, thưởng thức nhạc, đọc sách cổ, tịnh dưỡng và làm gia tăng tri thức của bản thân mình. Trong cuộc sống, những việc không thuận theo tâm ý của con người là rất nhiều. Người kinh doanh không đạt được mục tiêu doanh số đề ra, học sinh không đạt được kết quả thi như bản thân mong muốn, bạn bè đột nhiên rời xa, người thân đột nhiên ly biệt. Trong những lúc gặp phải mâu thuẫn không thể thay đổi được như vậy, thì biết thuận theo tự nhiên là cách lựa chọn hữu hiệu nhất. Phàm là mọi việc mà có thể thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, thì trái lại còn có thể thu được kết quả tốt đẹp hơn mong đợi. Tục ngữ nói, cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng. Trong cuộc sống, rất nhiều khi quá để tâm chú ý thì lại bị mất đi, giống như nắm cắt nằm trong tay, nắm càng chặt thì nó rơi càng nhanh. Nguồn gốc của những phiền não trong lòng người, phần lớn đều là do không thuận theo tự nhiên, không biết mạnh của bản thân mình mà ra. Có một câu chuyện cổ kể rằng, trong một khoảng vườn rộng của thiền viện, có nhiều đám cây nhỏ đã bị vàng úa và chết khô. Tiểu hòa thượng thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng, liền nói với vị sư trụ trì, sư phụ, chúng ta hãy nhanh chóng gieo hạt giống thôi, để như vậy trông rất khó coi. Vị sư trụ trì chậm rãi nói, đừng vội, loại cây nào cũng đều phải theo thời mới trồng được, hãy tùy thời, đến mùa. Vị sư trụ trì mua những hạt giống cây về giao lại cho tiểu hòa thượng đi gieo hạt. Những đợt gió giông nổi lên làm cho nhiều hạt bị thổi bay đi mất, tiểu hòa thượng vô cùng lo, nói với sư phụ, không được rồi, rất nhiều hạt đã bị gió thổi bay đi mất. Vị sư trụ trì bình tĩnh đáp, không sao, bị gió thổi đi rất nhiều là hạt lép, có gieo xuống đất cũng không nảy mầm, con đừng lo lắng, hãy tùy tính. Sau khi gieo hết số hạt giống ấy, tiểu hòa thượng lại phát hiện có rất nhiều chim từ đâu bay đến mổ. Tiểu hòa thượng hoảng sợ chạy lại nói với sư trụ trì, sư phụ, hạt giống đều bị chim ăn rồi. Vị sư trụ trì vẫn bình tĩnh như cũ và nói, không sao, hạt giống nhiều, chim có mổ cũng không hết được, hãy tùy ngộ. Nửa đêm ấy, trời đổ mưa rào. Sáng sớm hôm sau, tiểu hòa thượng vào phòng sư phụ và buồn rầu nói, sư phụ, những hạt giống kia đều đã bị mưa làm ngập hết rồi. Vị sư trụ trì lại nói, con đừng lo, hãy để tùy duyên. Một tuần trôi qua, trên mặt đất quả nhiên mọc lên rất nhiều mầm xanh. Một số góc vườn vốn không được tiểu hòa thượng gieo hạt giống cũng mọc lên những mầm xanh. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay không ngớt. Vị sư trụ trì nhìn thấy vậy, gật đầu và nói, tùy hỷ. Rất nhiều khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết, chúng ta nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bởi vì cổ nhân đã giảng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hay người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Cho nên, thuận theo tự nhiên là cảnh giới tối cao của trí tuệ con người. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.